Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, kính chào quý đầy tớ Đức Chúa Trời. Dạ, kính chào quý đầy tớ Đức Chúa Trời, quý cô bác anh chị yêu dấu. Ngày hôm nay, Thánh Nhật, từ một nơi rất xa, có sứ điệp lời của Chúa cho gửi đến toàn thể quý đầy tớ Đức Chúa Trời, quý cô bác anh chị, với phân đoạn Kinh Thánh trong Samuel nhất đoạn 2 câu 7. Tôi xin phép được đọc cuộc lời của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút kẻ nghèo khổ ra ngoài đống phân, đang để họ ngồi bên các quan trường, cũng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Quý lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh, giờ đây chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con yêu Thánh Linh của Ngài và lời của Ngài. Xin lời của Ngài đến sức dầu ban phước dẫn dắt cho mỗi một chúng con. Chúng con nhận lãnh lời của Ngài. Chúng con chúc tạ Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, Samuel nhất đoạn 2 câu 7 với chủ đề là đứng toàn trị. Đức Chúa Trời là đứng toàn trị. Đức Chúa Trời là đứng toàn trị. Ngài trị vì ở trên mọi hoàn cảnh, trên mọi phương diện, trên mọi đời sống cũng như tâm linh, trên mọi sự kêu gọi với mỗi một cuộc đời, với mỗi một sứ mạng. Dạ. Samuel nhất đoạn 2 câu 7, Kinh Thánh ghi lại rằng, thứ nhất, Ngài trị vì ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế và sự ban phước. Đức Giê-hô-va nghĩa là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là đứng mà chúng ta thuộc về, đứng chúng ta ca ngợi và thờ phượng hầu việc. Chính Đức Chúa Trời, chính Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và chính Đức Giê-hô-va làm cho giàu có. Cảm tạ Chúa. Như vậy, ở đây một sự tể trị của Ngài, đó là tể trị ở trên mọi hoàn cảnh, kể cả lĩnh vực tài chính, kinh tế, sức khỏe, sự khôn ngoan, và đặc biệt tể trị ở trên cả hoàn cảnh. Có những người nhạo báng Ngài và rất tự hào về tài chính, kinh tế, về sự giàu có, nhưng chỉ một sự thiên tai, một sự lũ lụt, hay là một hỏa hoạn, hay một điều gì đó, từ rất giàu có mà cuối cùng trở nên nghèo nàn. Như vừa qua cái sự dịch bệnh chẳng hạn, có rất nhiều người và họ thấy cái Kinh Thánh rằng trong ngày hoạn nạn tài sản là vô ích, chỉ có sự công chính mới cứu khỏi sự chết. Như vậy, Đức Chúa Trời có quyền làm cho nghèo nàn, và Đức Chúa Trời cũng có quyền làm cho giàu có. Những cái sự phong phú, những sự ban phước, sự khôn ngoan thần thượng, Ngài có thể ban cho những người tin cậy lên Ngài. Như vậy, đầu tiên, ở trên hoàn cảnh tài chính kinh tế, ở đây Kinh Thánh ghi rõ rằng Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va có thể làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Như ở trong Khải Huyền đoạn 5 câu 12 ghi là đã chịu giết chiên con đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Như vậy, thứ hai, điều thứ hai trong sự tôn vinh chiên con đó là giàu có. Cảm tạ Chúa, nguyện xin sự tể trị hay là sự toàn trị của Đức Chúa Trời ở trên lĩnh vực kinh tế, tài chính đến với quý đầy tớ Chúa và đến với con dân của Ngài ở trong ngày hôm nay. Nguyện sự giàu có của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh đến ở trên quý vị. Đức Chúa Trời khiến, Đức Chúa Trời có thể làm, Đức Chúa Trời có thể vừa giúp, Đức Chúa Trời có thể ban phước cho quý vị
trở nên những người giàu có ở trong đảng, trên nhiều lĩnh vực, trên nhiều phương diện, đặc biệt ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế. Bởi vì Chúa nói, các con sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ không phải ở dưới thấp. Các con sẽ ở đằng đầu, chứ không phải ở đằng đuôi. Để xin Đức Giê-hô-va làm cho quý vị trở nên những người giàu có, và cũng là những người giàu có với một cái tấm lòng rơi rộng cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy, câu Kinh Thánh Sa-mu-ên nhất đoạn 2 câu 7 nói rằng Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và Đức Giê-hô-va cũng làm cho giàu có. Công việc của nhà Chúa, các mục vụ, các linh vụ thật ra cũng rất cần tài chính kinh tế, những nó cần sự thiện nguyện giúp đỡ, rồi những chương trình kế hoạch cho hội thánh Chúa, cho những mục vụ, những trung tâm giải cứu chữa lành, hay là nhiều cái trung tâm hỗ trợ hỗ tương khác cũng cần tài chính. Nên nguyện xin Đức Chúa Trời tể trị trong lĩnh vực thịnh vượng, trong lĩnh vực giàu có và ban phước. Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời khiến làm cho giàu có. Nguyện xin sự phong phú, sự giàu có từ Đức Chúa Trời đến ở trên quý đầy tớ Chúa và toàn thể con dân Chúa. Trên lĩnh vực tài chính kinh tế là 2. Đức Chúa Trời tể trị ở trên địa vị hay là trên vị trí quản trị. Thứ nhất là Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế hay là sự ban phước. 2. Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí. Ngài hạ người này xuống, nhấc người kia lên. Đấy. Nên Kinh Thánh có nói rằng không phải do chúng ta ước ao hay là bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Có những vị trí, có những sự kêu gọi mình mong ước như người khác, nếu không đúng sự kêu gọi cũng chưa chắc đã được. Có nhiều người tự muốn ngồi vào vị trí đó, muốn ao ước, trả giá bằng được để đạt được cái vị trí đó, khao khát ngồi vào cái vị trí đó, nhưng mà lại cũng không được, vì Ngài tế trị cả ở trên vị trí. Có những người ở vị trí rất là cao, nhưng mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn và Đức Chúa Trời hạ xuống. Và có những người khao khát tìm kiếm Ngài một cách âm thầm và kết nối với Ngài, một có sự tương giao tìm kiếm Ngài từ một người rất bình thường, không phải là danh tiếng học thức học vị, nhưng mà đến thời kỳ thuận hiệp, Ngài nâng lên, Ngài giới thiệu lên, giống như là Joshua, Ngài giới thiệu lên trước dân sự của Ngài. Cảm tạ Chúa ngày hôm nay với đề mục là Đức Chúa Trời là đứng toàn trị. Thứ nhất, Đức Chúa Trời Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế hay là trên sự ban phước. Ngài có thể làm cho nghèo và có thể làm cho giàu. Thứ hai, Ngài có thể hạ người này xuống và có thể nâng người kia lên. Những cái vị trí quản trị, cai trị hay những vị trí lãnh đạo, Ngài có một kế hoạch, có một sự kêu gọi, có một sự chúc phước, có một sự dẫn dắt, có một sự nâng xuống, hạ xuống và nâng lên trong sự tể trị, trong ý muốn tốt lành của Chúa. Thứ nhất là về tài chính kinh tế ban phước. Thứ hai là vì vị trí quản trị hay là địa vị, chức vụ hay là phẩm vị đều trong sự toàn trị của Đức Chúa Trời. Thứ hai. Thứ ba. Ngài đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và giúp người nghèo khổ ra khỏi đống phân. Thứ nhất là trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, trên sự chúc phước. Thứ hai là trên vị trí quản trị, cai trị, những phẩm vị và vị trí, Ngài đều toàn trị. Thứ ba nữa là Ngài giúp đỡ để cai trị ở trên mọi hoàn cảnh khốn khổ. Trên mọi hoàn cảnh khốn khổ và những nan đề mà mọi người đang đối diện, Ngài có sự toàn quyền ở trên điều đó. Đó là Ngài đem kẻ khốn cùng ra khỏi cái hoàn cảnh đó, đem kẻ khốn cùng ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Đã từng có rất nhiều người gia đình đau khổ, bất hạnh, đói khổ, xung đột, chồng suốt ngày say xỉn đập phá, rồi có nhiều cảnh đói khát tù tội, rất là tù túng và khốn khổ, từ từ tự
đôi khi tìm con đường để mà tìm sự chết. Và có nhiều cái hoàn cảnh khốn khổ đó đó. Thế nhưng mà khi tiếp nhận Chúa, trở nên con dân của Ngài, tin cậy nơi Ngài, có lời của Ngài, có đức tin nơi Ngài, thì Ngài đem ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Đem ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Như vậy, Ngài không những là Đức Chúa Trời toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, sự ban phước. Ngài không những là Đức Chúa Trời toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí, phẩm vị, địa vị, chức vị, mà Ngài còn ở trên lĩnh vực là giải phóng, giải cứu ra khỏi những hoàn cảnh. Có rất nhiều hoàn cảnh tưởng chừng như không đi tiếp được với Ngài. Có những hoàn cảnh rất là bế tắc, có những cái sự giống như là bế tắc không còn cánh cửa nào. Nhưng mà Ngài vẫn có thể đủ thâm quyền để cứu, để giúp đỡ, để giải phóng, giải cứu, để ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, giúp người nghèo khổ ra khỏi đống phân. Có những con người lựa chọn những cái sự trói buộc như là ma túy, như là bán dâm, hay là những sự nghiện game, nghiện rượu, hay là có những sự trộm cắp, những sự rất là bế tắc. Đôi khi nghĩ, ôi giống như kiểu đang ở trong vũng lầy, trong vũng lầy, ở trong những cái đống phân, giống như là rất là ô uế, cơ cực như vậy, thì ai có thể giúp đỡ được? Nhưng có một đấng đủ yêu thương, đủ thẩm quyền, đủ quyền phép để giúp đỡ ra khỏi cái hoàn cảnh đó, chính là Đức Chúa Trời. Nên Ngài không những giúp đỡ, Ngài không những mở lối, Ngài không những ban phước, Ngài không những là toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, sự ban phước, Ngài không những toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí, phẩm vị, sự kêu gọi ở chức vị, phẩm vị, mà Ngài còn giúp đỡ ở trong cái hoàn cảnh cho dù là cơ cực nhất, mà Kinh Thánh ví như là giống như là ở trong vũng lầy, ở trong đống phân, thì Ngài cũng có cách để giúp đỡ, để mở lối, Ngài tế trị ở trên các hoàn cảnh đó. Những hoàn cảnh đó, cảm tạ Chúa, vì Ngài là đứng toàn trị, là trị vị trọn vẹn ở các lĩnh vực, các phương diện, cái đời sống, cuộc sống, hay là tâm linh, hay là những chức vụ, chức vị, những sự kêu gọi, Ngài đều toàn trị, trị vì ở trên mọi lĩnh vực đó. Đã. Thứ nhất là Ngài làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Như vậy, Ngài toàn trị ở trên các phước hạnh, trên các mọi lĩnh vực về vật chất, trên tài chính, kinh tế. Thứ hai, Ngài toàn trị ở trên vị trí, Ngài kêu gọi ở trên những vị trí lãnh đạo, quản trị, hay là những vị trí Ngài có thể hạ người về xuống, Ngài có thể nâng người kia lên, bởi vì Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa của các chúa. Ngài là đứng tạo hóa, Ngài đứng toàn trị. Tiếp theo, Ngài là đứng giải cứu, Ngài trị vì ở trên mọi hoàn cảnh, cho dù những sự thống khổ, những sự bế tắc, những cái sự mà bị trói buộc, xiềng xích, thì Ngài đều có quyền giải phóng, giải cứu ra khỏi cái điều đó. Là toàn trị ở trên hoàn cảnh bị xích xiềng, bị tùng quẫn, mà người Kinh Thánh ghi lại giống như ở trong đống phân, thì Ngài đều có thể giúp đỡ. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Có bao nhiêu cuộc đời, có bao nhiêu con người đã từng ở trong những hoàn cảnh như thế, tưởng chừng như ly hôn, ly tan, tự tử và bỏ trốn, nhưng mà cuối cùng biết được Ngài, Ngài đến, Ngài cứu chuộc, Ngài tha thứ, Ngài vừa giúp, Ngài giúp đỡ, và mọi hoàn cảnh được thay đổi, được cứu ra khỏi hoàn cảnh đó và được ban phước. Dạ. Tiếp theo, không những Ngài giúp đỡ như vậy, rồi còn nói là đặng để họ ngồi bên các quan trưởng. Để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Tôi đã thấy trên những mạng xã hội, ở trên những trang báo, quý đầy tớ Chúa, quý mục sư trước đây đã từng ở trong những cái hoàn cảnh rất là thống khổ, bị trói buộc bởi ma túy, đối diện với những sự ly hôn, ly tan, đối diện với những sự khinh miệt, sợ hãi, tủ tội. Nhưng mà sau khi được Chúa giải phóng, giải cứu, kêu gọi, yêu thương, giờ đã mở những cái trung tâm về chữa lành, về trung tâm về giải cứu ma túy, và được các bộ ban ngành, các lãnh đạo, và đôi khi có những cuộc họp rất là quan trọng,
còn rất là trân trọng kính mời quý đệ tử Chúa đến để có những tham khảo ý kiến. Và vừa qua một số các bộ ban ngành ở trong thương binh xã hội hay là ở Bộ Công an cũng đã họp đến để mà trao đổi kinh nghiệm học tập về chữa lành cho người nghiện ma túy qua hình thức đức tin hay là tâm linh. Và những vị mục sư đó trước đây hoàn toàn khác, nhưng bây giờ được Đức Chúa Trời đặt để ngồi cạnh các quan trưởng, các lãnh đạo. Và những lời nói của quý đệ tử Chúa rất có giá trị, rất được tôn trọng và ngồi cạnh các quan trưởng. Các quan trưởng đó là một điều mà Đức Chúa Trời toàn trị ở trên lĩnh vực Ngài sắp xếp cái vị trí và Ngài bày tỏ sự tôn quý của Ngài cho những người Ngài lựa chọn kêu gọi và đáp ứng lại cái sự kêu gọi của Ngài. Tiếp theo, không những ngồi cạnh các quan trưởng mà Kinh Thánh còn ghi lại là cũng ban cho một ngôi vinh hiển là cơ nghiệp. Tôi nói, Kinh Thánh nói Hội Thánh là trụ và nền của lẽ thật. Hội Thánh là trụ và nền của lẽ thật. Tôi tin rằng mỗi quý đệ tử Chúa đem phúc âm của Chúa, đem tình yêu của Chúa và bày tỏ phúc âm của Chúa, nói về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu cho mỗi một người. Và chúng ta tin rằng mỗi khi thiết lập, mỗi khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa và Ngài ngự ở trong cuộc đời của chúng ta, thì tấm lòng của mỗi một chúng ta như là cái ngai của Ngài, cái ngai của Ngài, để Ngài bày tỏ sự toàn trị của Ngài, bày tỏ sự tế trị của Ngài. Và nếu thật sự mà khi biết một người cơ đốc nhân, nghĩa là một Christian, là một Giê-xu nhỏ, mà được đứng tối tôn, tối cao, chí thánh, chí ái, chí vinh ở cùng, thì thật sự sẽ rất là được tôn trọng. Đấy là một sự vinh hiển. Và bởi vì khi Ngài ngự như vậy, là một vị vua ngự ở trên ngai như vậy, là sự tôn trọng và sự vinh hiển, sự tôn quý sẽ bao bọc đến người đó. Nếu thật sự ở trong linh giới sẽ nhìn ra cái điều đó. Khi một vị nguyên thủ đến một nơi đâu thì rất nhiều các cảnh vệ, các đặc vụ. Thì khi mà một vị vua vinh hiển mà Ngài ngư giá, Ngài chi vì, Ngài ngư ra, Ngài ngư đến và Ngài ngư ở trên ngai của Ngài, trên ngai lòng, thì thật sự cái sự vinh quang của Chúa, các thiên sứ của Chúa ở trong linh giới cũng thật sự cũng bao bọc, và sự vinh quang của Ngài cũng bao trùm lại. Thật sự là như vậy. Cảm tạ Chúa. Nếu mà làm chứng thì sẽ có rất nhiều quý đệ tử Chúa, rất nhiều cuộc đời nói về sự toàn trị của Chúa. Ngài trị vì ở trên những hoàn cảnh, ở trên những thời khắc, những giai đoạn. Và ở đây Samuel nhất đoạn 2 câu 7 là Đức Giê-hô-va toàn trị ở trên lĩnh vực giàu có. Ngài có thể khiến cho nghèo khó, mà Ngài có thể khiến cho giàu có ở trên lĩnh vực phước lành. Thứ hai là Đức Giê-hô-va toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí, sự quản trị, sự cai trị và phẩm vị. Hãy hạ mình trước tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Đến ngày thân hiệp, chính Ngài sẽ nhích chúng ta lên. Ngài biết vị trí của chúng ta, được ơn kêu gọi ở vị trí nào, Ngài sẽ đặt để đúng vị trí để làm vinh hiển danh của Ngài. Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, sự giàu có. Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí quản trị, cai trị. Ngài toàn trị ở trên các hoàn cảnh, cho dù đó là vung đầy, cho dù đó là khốn khổ, cho dù đó gọi là đấm phân, là xích diện, thì Ngài vẫn có thể nắm cuộc đời của mỗi một những người tin cậy Ngài. Ngài giải phóng ra khỏi những hoàn cảnh đó. Và đặc biệt, Ngài còn có quyền cai trị ở trên tấm lòng của các quan trưởng. Ngài có quyền cai trị ở trên mọi thẩm quyền và mọi quyền lực. Ngài có quyền để cho những người mà Ngài lựa chọn ngồi ở cạnh các quan trưởng, và Ngài thiết lập sự vững bền của lời Ngài, của danh Ngài, của huyết Ngài, khi cho những người mà tiếp nhận Ngài và biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và mình, tấm lòng của mình là ngai để cho vua Giê-xu trị vì, có Đức Thánh Linh trị vì. Cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay từ ở một quốc gia khác, từ một nơi xa xôi, nguyện xin lời của Đức Chúa Trời đến với tất cả quý đầy tớ Chúa, đến với cả tất cả quý tôi con Chúa.
trong Samuel nhất đoạn 2 câu 7. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người này xuống, nhấc người kia lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, giúp người nghèo khổ ra khỏi đống phân, đang để họ ngồi bên các quan trưởng cũng ban một ngôi vinh hiển cho họ làm cơm nghiệp. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có một vị vua trên muôn vua, Chúa của các chúa, là Cha Thánh, Chúa Thánh, Vua Thánh, là đứng yêu thương chúng ta. Ngài toàn trị ở trên mọi lĩnh vực, trên mọi phương diện, kể cả đời sống lẫn tâm linh. Cảm tạ Chúa vì có một Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời, là đứng toàn trị, là đứng chi vì hoàn toàn trên cuộc đời của chúng ta. Những người, chúng ta là những người thuộc về Ngài, Ngài chi vì trên chúng ta, không những ở đời này, nhưng mà đến cả cõi đời đời. Ngài chi vì trên lĩnh vực chúc phước, trên lĩnh vực vị trí, sự cai trị, trên lĩnh vực hoàn cảnh, mọi xỉn xích, mọi nan đề khó khăn. Ngài chi vì, Ngài sắp xếp những vị trí, Ngài ban sự tôn quý và Ngài thiết lập ngôi của Ngài cho mỗi một chúng ta. Cảm tạ Chúa vì có một Đức Chúa Trời tuyệt vời để quý vị có thể... Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.